ngày 2 tháng 7 năm 1972, tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, 13 cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 thuộc binh chủng thông tin liên lạc đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trạm A69 đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và khu di tích hang Lèn Hà được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. 50 năm qua, khúc tráng ca Lèn Hà đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuyên Hóa tự hào viết tiếp trong công cuộc xây dựng quê hương phát triển bền vững hôm nay. Hang Lèn Hà là địa danh thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây được chọn đặt trạm cơ vụ A69 thuộc Lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc. Trạm cơ vụ A69 có nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm thông tin Bắc Nam từ Hà Nội đến đường chí Nam Lào, kết nối thông tin liên lạc với cụm kho binh trạm 25 thuộc đoàn 559, binh trạm 12 ở Cổng Trời, sư đoàn phòng không 367 và đồn biên phòng Cha Lo. Đường dây của trạm nối liền với mạng thông tin của Bộ Tư lệnh 559, chạy dọc đường 12 Quảng Bình và đường 8 Hà Tĩnh, đi qua nhiều địa hình hiểm trở và là địa bàn trọng điểm đánh phá của địch. Dẫu trạm A69 được bố trí mật trong rừng, thiết bị đặt trong các hang núi và cán bộ chiến sĩ sống biệt lập với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 7 năm 1972, máy bay địch đã phát hiện mục tiêu và quyết định ném bom vào trạm. Bà Nguyễn Thị Thanh và bà Phạm Thị Vang vẫn nhớ như in buổi chiều định mệnh và cảnh tượng bi thương của trạm sau trận bom của kẻ thù. Đặt bom nó đánh, nó bỏ bom phá, bom bi, bom la ban, nó bỏ liên địa luôn. Thì lúc giờ chúng tôi không kịp chống đỡ nữa, mà phòng máy lúc giờ là rung chuyển hết. Là chúng tôi là trước tiên là phải giữ cái máy để mà bảo đảm cái thông tin liên lạc. Những cái giờ là đường dây nó đánh là mất hết liên lạc rồi, thì chúng tôi phải giữ cái máy. Ba cái máy tải ba, máy nó đổ, thì chúng tôi lại phải đứng mà chạm chân chèo đây giữ. Và chân thì hất những cái miếng mảnh đá, mảnh ấy là nó hất lên để giữ cái máy tải ba để bảo đảm thông tin liên lạc. Sau khi biết tin trạm A69 bị đánh bom, lực lượng du kích, dân quân và bộ đội địa phương đã có mặt kịp thời để làm công tác tải thương, tìm kiếm đồng chí đồng đội hy sinh. Dồn nén đau thương, bất chấp máy bay địch có thể quay lại thả bom, tất cả đã lao vào khói lửa đau thương mà không cầm được nước mắt. Trong khi bạn mất thì nó cũng có thể là còn không nhận được. Ví dụ nó cháy xém đi hay là phải căn cứ vào những cái hình dạng bên ngoài ấy, thì để xác định, căn cứ vào cái đó để nhận đồng đội mình. Lúc nào chúng tôi chạy vô đây là thấy cái cảnh tang thương như rứa đó. Sau trận bom kinh hoàng năm ấy, 13 cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 đã anh dũng hy sinh. Trong đó có 10 chiến sĩ nữ, người trẻ nhất mới 16 tuổi. Nữ chiến sĩ Vũ Thị Lan có quyết định ra mắc để lập gia đình, đã nằm lại mảnh đất Lèn Hà khi ước mơ gia đình dang dở. Nó trỗi lên một cái niềm thương yêu không có giới hạn đối với những đồng đội, bạn bè mình, anh em mình. Thì nó trào ngập một cái sự gọi là thương nhớ, thương tiếc, căm thù giặc, thực sự là như vậy. Gạt nước mắt, nén đau thương vào lòng, với tinh thần tất cả cho nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, các chị Thanh, Vang, Nghiêm đã lao vào nhiệm vụ trong mịt mù khói lửa, đất đá xung quanh, để một giờ sau thông tin được nối lại thông suốt, phục vụ kịp thời cho chiến trường. Mà các đồng chí hy sinh rồi thì tất cả cái công việc này là ba đồng chí là phải bảo vệ thông tin để khi mà có lực lượng vào thì mới có thể thay thế được.
sự hy sinh anh dũng của các chị các anh trạm A69 đã tiếp thêm động lực và nghị lực cho lớp lớp chiến sĩ bổ sung sau đó 2 tuần như chị Nguyễn Thị Thi tiếp bước hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì đồng đội mình hy sinh rồi, thì mình vào thì làm nhiệm vụ thay cho đồng đội mình và cũng mong sao là mình thông tin liên lạc của mình để đảm bảo để cho chỉ huy cấp trên để phục vụ chiến dịch. 13 cán bộ chiến sĩ của trạm A69 nó là một cái biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và đối với binh chủng bộ đội thông tin liên lạc thì cũng đã phát động cái phong trào là quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và phục vụ tốt cho cái thông tin cho mặt trận, các mặt trận đấy, và coi đã bảo đảm tốt cái thông tin phục vụ trong cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sự hy sinh và công sức của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ trạm A69 nói riêng và lực lượng binh chủng thông tin liên lạc trong cả nước nói chung đã góp phần đắc lực vào việc đẩy nhanh ngày toàn thắng của dân tộc. Sự hy sinh dũng cảm của 13 cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 cùng với sự hy sinh đóng góp của lớp lớp thế hệ người con ưu tú mảnh đất Tuyên Hóa đã viết nên bản hùng ca bất tử trong vùng đất này và hòa nhịp bài ca giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của cả dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và nhân dân Tuyên Hóa đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 14 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động. Sau ngày đất nước thống nhất, Tuyên Hóa cũng như nhiều miền quê ở tỉnh Quảng Bình chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố hệ thống chính trị, tổ chức lại sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống người dân và đóng góp sức người, sức của cho cuộc chiến bảo vệ xây dựng Tổ quốc là một chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Hóa. Năm 1989, huyện Tuyên Hóa được tái lập, gắn với việc tái lập tỉnh Quảng Bình là cơ hội để địa phương có điều kiện thực hiện công cuộc đổi mới theo chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyên Hóa là huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Quảng Bình, có diện tích tự nhiên khoảng 113.000 ha. Huyện Tuyên Hóa là nơi đầu nguồn của con sông danh Thơ Mộng, Uốn Lượn, len lỏi giữa hàng trăm ngọn núi đá vôi trùng điệp, kỳ vĩ. Chính vì thế, nhiều người ví Tuyên Hóa như vịnh Hạ Long trên cạn. Được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh hữu tình, nên Tuyên Hóa có nhiều thắng cảnh hang động đẹp, có rừng nguyên sinh với độ che phủ lớn nhất tỉnh Quảng Bình, nên thuận lợi cho việc bảo tồn động vật hoang dã, phát triển du lịch và nông lâm ngư nghiệp bền vững. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là địa hình có độ dốc lớn, mặt cắt hẹp, nên huyện Tuyên Hóa thường xuyên phải đối mặt với hiện tượng ngập lụt mỗi khi mùa mưa bão đến. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng cũng vì thế dễ bị hư hỏng, nhanh xuống cấp, khiến cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Hai mươi năm sau ngày tái lập là huyện thuần nông nên dẫu có nhiều nỗ lực trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế của huyện vẫn phát triển chậm. Nông nghiệp vẫn chưa tìm được hướng đi đột phá, bền vững. Nhiều tiềm năng lợi thế chưa được phát huy đúng mức. Hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Huyện Tuyên Hóa vì thế vẫn là địa phương nghèo của tỉnh. Nhận thức rõ những hạn chế này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và 21, giai đoạn từ năm 2015 đến 2025 đã xác định hướng phát triển trọng tâm, đó là chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, đảm bảo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động thông suốt, lãnh và chỉ đạo thực hiện đột phá trên lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã chú trọng chuyển đổi một phần diện tích sản xuất lúa truyền thống sang sản xuất lúa hữu cơ đạt chất lượng cao nhằm xây dựng thương hiệu lúa gạo hữu cơ Tuyên Hóa đạt chuẩn OCOP,
để cạnh tranh trên thị trường, tăng thu nhập và kinh tế bền vững cho người dân. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tập trung khai thác lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chiến lược, trong đó mũi nhọn là cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, bò, trâu, xây dựng thương hiệu OCOP cho các sản phẩm gà đồi, mật ong, bưởi, cam Tuyên Hóa. Đây là mô hình trồng cam và bưởi của gia đình anh Trương Quốc Việt ở xã Kim Hóa. Năm 2018, gia đình anh phá bỏ 16 hectare cây cao su, đầu tư hơn 4 tỷ đồng để chuyển sang trồng cây bưởi và cam. Hiện vùng chuyên canh cây ăn quả của gia đình có khoảng 4.000 gốc cam và 2.200 gốc bưởi. Mùa chín bói đầu tiên, anh thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Năm nay, gia đình anh dự kiến thu hoạch hơn 100 tấn cam và khoảng 1 vạn quả bưởi, thu nhập ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Các năm tiếp theo có thể cho giá trị gấp 1,5 lần. Anh Việt tin tưởng với điều kiện thổ nhưỡng ở Tuyên Hóa, rất phù hợp với các loại cây lâu niên như cam, bưởi sẽ cho hiệu quả kinh tế cao, người dân có thể làm giàu ngay trên vùng đất quê hương. Thực tế thì giờ địa phương ở vùng đấy thì một số dân đang chủ yếu là trồng theo trong bưởi, chưa có người trồng cam. Nhưng nếu như mà theo tôi nghĩ, nếu như mà trồng bưởi, lượng bưởi quá lớn thì cũng tiêu thụ nó cũng khó. Nếu như bây giờ ở vùng này mà ước gì được người dân, người nào cũng làm được tới 1-2 hectare thì chắc chắn người dân là đều giàu hết. Nếu như mà người dân thì 1 hectare mà để cam này năm thứ năm chắc chắn phải thu nhập được tầm 400 triệu là chắc chắn. Bên cạnh việc chú trọng phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả, canh tác theo phương pháp hữu cơ, thân thiện với môi trường, huyện Tuyên Hóa cũng khuyến khích tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đầu tư trồng rừng gỗ lớn và rừng cây bản địa để tận dụng và phát huy lợi thế về địa hình đồi núi. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thiết ở xã Hương Hóa là người đi tiên phong trong việc trồng rừng với các giống cây bản địa. 14 năm qua, ông Nguyễn Xuân Thiết đã trồng chủ yếu các loại cây bản địa nhóm 3 trên diện tích gần 40 ha. Trong đó, gỗ huỳnh có khoảng 23.000 cây với đường kính trung bình từ 25 đến 35 cm. Các loài lim, bời lời, dỗi mỗi loại trên 10.000 cây. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thiết đang mở rộng thêm 6 ha để trồng rừng gỗ lớn theo chủ trương của huyện. Trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng nguyên liệu, ngoài việc làm giàu, tạo sinh kế bền vững, còn góp phần tái tạo môi trường sinh thái, giữ mạch nước ngầm, tăng nhanh và tăng chất lượng độ che phủ rừng ở địa phương. Chọn hướng phát triển lâm nghiệp bền vững đang là hướng đi đúng của huyện Tuyên Hóa nhằm nâng dần diện tích rừng hàng năm và khẳng định Tuyên Hóa là địa phương có độ che phủ rừng chất lượng lớn nhất tỉnh. Độ che phủ rừng tốt, môi trường sinh cảnh được giữ vững. Thêm vào đó, công tác quản lý bảo vệ rừng được chú trọng đã góp phần bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã có tên trong sách đỏ. Trước đây đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nay sinh trưởng và tăng đàn rất tốt. Đơn cử có thể kể đến là loài vượn đen gáy trắng ở địa bàn các xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa. Năm 2012, khi ông Nguyễn Thanh Tú, còn gọi là ông Tú Vọc, phát hiện một vài đàn vọc đen gáy trắng. Đến nay, nhờ sự vào cuộc của ngành kiểm lâm, đặc biệt là sự giám sát bảo vệ của Tổ bảo vệ cộng đồng do ông Tú thành lập với 15 thành viên, số lượng cá thể vọc đen gáy trắng đã tăng lên 156 con với 22 đàn. Một số loài động vật khác như khỉ, chim cũng tìm đến các khu rừng đặc dụng ở địa phương để sinh trưởng, duy trì đàn. Chúng hoàn toàn bây giờ dân họ ủng hộ, bởi vì là nếu như mà chúng tôi không bảo vệ cái con này thì toàn bộ rừng len ở đấy là các cái mỏ đá ra họ vào họ khai thác. Như vậy là ảnh hưởng đến cái môi trường của họ. Cho nên người dân bây giờ họ biết họ sống trong cái cảnh là không khí trong lành, mát mẻ như cả anh thấy đó, không có một tí bụi. Nên người dân rất thích và họ rất ủng hộ chúng tôi. Song song với chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, huyện Tuyên Hóa còn tập trung các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ từ trung ương và tỉnh để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có hệ thống giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh và giáp nối với tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh nhằm rút ngắn khoảng cách giao thương, thúc đẩy du lịch phát triển, vận chuyển hàng hóa, nông sản được thuận lợi,
đồng thời góp phần mở rộng quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị. Theo đó, huyện đã đầu tư 170 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường phía Tây thị trấn Đồng Lê và xây dựng tuyến đường tránh Đồng Lê nhằm tạo ra quỹ đất khoảng 300 ha, tập trung cho việc phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Với những hướng đi có tính đột phá và bước ngoặt, huyện Tuyên Hóa đã gặt hái được một số thành công đáng ghi nhận. Năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 595,8 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt gần 700 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ đạt gần 1.186 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người một năm 42 triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Tuyên Hóa vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đó là kinh tế phát triển chưa mạnh, chưa bền vững, chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của địa phương, kết cấu hạ tầng kinh tế chưa đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn. Một số quyết sách chưa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục triệt để. Chính vì thế, Đảng bộ, chính quyền huyện Tuyên Hóa quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra với các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm. Đến năm 2025, đó là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 11 đến 12%. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 650 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 1.190 tỷ đồng và thương mại dịch vụ 1.985 tỷ đồng. Tiếp tục là phát triển nông nghiệp gắn với là sự phát triển giảm nghèo bền vững. Thứ hai là tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác cán bộ. Thì huyện đã xây dựng được cái quy hoạch về công tác cán bộ, bổ sung điều chỉnh quy hoạch công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là xây dựng cái quy hoạch của giai đoạn 2025-2030 hiện nay đã hoàn thành, để xây dựng được một cái khối đoàn kết gắn bó để mà cùng nhau, để mà chung tay góp sức để mà cùng xây dựng quê hương Tuyên Hóa giàu đẹp và văn minh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, sau sự kiện bi hùng ở hang Lèn Hà, nơi các anh chị ngã xuống, khói hương không bao giờ nguội lạnh. Nơi các anh chị sống, chiến đấu và hy sinh, giờ đây đã được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia. Giờ đây, khu di tích lịch sử quốc gia Lèn Hà là điểm nhấn du lịch kết nối với các danh thắng, hệ thống hang động ở Tuyên Hóa. Và trong tương lai, khu di tích này sẽ là điểm du lịch kết nối với các di tích, điểm đến nổi tiếng như khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang Tám Cô, động Phong Nha Kẻ Bàng và các khu du lịch biển, du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi cũng sẽ là kết nối với các cái chương trình du lịch để tạo ra một cái hệ thống du lịch lịch sử gắn với tâm linh trên địa bàn, vừa là giới thiệu những cái cảnh đẹp của quê hương Tuyên Hóa. Dòng sông Danh vẫn lặng lẽ đổ về xuôi, vẫn uốn lượn, xanh tươi, tưới tắm cho bao làng quê Tuyên Hóa. Dòng sông này cũng là chứng nhân cho bao biến thiên thăng trầm của vùng đất và con người Tuyên Hóa. Trên hành trình hòa mình vào đại dương, vẫn còn đó những khúc quanh, ngã rẽ khúc khuỷu, gập ghềnh, không như mong muốn. Nhưng dòng sông Danh luôn bao dung, đón nhận sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ của con người và vùng đất anh hùng này. Và trong tương lai, nó vẫn là mạch nguồn không bao giờ cạn, lưu giữ trầm tích, gắn kết các di tích, danh thắng văn hóa lịch sử ở địa phương và không quên bồi đắp phù sa màu mỡ cho Tuyên Hóa hôm nay và mai sau, mãi xanh tươi và phát triển vững bền.